Clip mà ông Trân Quang về ngoài Nghệ An để nhận họ hàng với dòng họ của lãnh tụ Hồ Chí Minh đó thì bà con biết rồi ha. Đó, nhưng mà hôm nay có cái clip mới. Tôi vừa phát hiện ra được một cái clip mới. Thành thử mở cho bà con xem cái clip này. Xem cái clip này trước, còn clip kia thì chắc có lẽ nhiều người xem đã biết rồi, quen rồi. Cho nên tôi cũng không có cần phải mở nữa, nhưng mà lát nữa tới cuối rồi thì tôi sẽ mở để làm đối chứng thôi ha. Rồi bây giờ mời bà con nghe nha, nghe cái clip mới này. Dạ. Đây là bác Nguyễn Du, làm chương trình báo huyền thoại của đất nước mình hôm nay. Nói chung cái nội dung nó rất là lộn xộn, nhưng mà chúng ta chỉ phát hiện ra một câu nói của ông Trân Quang ở trong đó thôi. Đó, chứ còn chúng ta cũng không hiểu. À, như vậy là ông Trân Quang ông ngồi kế bên một ông cụ nào đó, mà ông cụ này có lẽ là một nhà tình báo hoặc là gì đó. Để coi, để bà con nghe tiếp rồi bà con nhận định ha. À. Chúng ta thì em của một là của có bạn đi sinh sắc đi vào đến cái con này chứ không đi vợ sinh ra bố. Đó, đó 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 bà con chỉ lưu ý là đến cái đoạn này thôi, đến cái đoạn này thôi ha. Đây đây là của có bạn đi sinh sắc đi vào đến cái con này chứ không đi vợ sinh ra bố sinh được 3 năm vậy không. Đó 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 thấy cái xe cũng sẽ cầm đúng à, à. vậy là chắc là sau biết cái bác sau nghe nói cái bác trong trong đó Đó. Thì tóm lại là nội dung nó rất lộn xộn, chúng ta chẳng biết là trong mỗi cuộc gì, nhưng mà chỉ thấy ổng nó giới thiệu lại cái đoạn là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đi vào trong miền Nam, giống như cái câu chuyện là bấy lâu nay chúng ta biết đó. À, mà tôi không hiểu là cái câu chuyện này từ từ đâu mà ra. Ở đây có lẽ là nên để kết thúc cái chuyện này thì cơ quan chức năng nên vào việc. Bây giờ tôi hỏi ông Trân Quang á, ông có xét nghiệm ADN chưa? Mà ông cứ dám khẳng định, à, cứ dám khẳng định là coi như là ông là coi như là cháu nội của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Đã dám định ADN chưa? Mà ông giới thiệu kiểu đó. À, nên nhớ rằng cái đi tìm là người thân tìm này, gia phả tìm này kia kìa nọ là đều phải có xét nghiệm ADN hết. Chúng ta thấy là hiện nay như ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Pháp rồi, những cái người con mà ở trong bố ông mẹ ở Việt Nam rồi bắt đầu cho con ra Pháp ra rồi thì chúng ta vẫn thấy, thỉnh thoảng thấy ở trên đấy đấy. Rồi tìm đấy, tìm người thân thì ráp nối các chi tiết lại xong xuôi rồi. Nhưng phải có cái thủ tục là xét nghiệm ADN. Rồi khi đó mới xác định được là ai là con của ai, ai là bố của ai vân vân. Chứ không có cái chuyện mà ông tự dựng ra. À mà tôi cái này tôi nghĩ ông tự tự dựng quá. Rồi ông vơ vơ vào, mà tha là một người bình thường thì không nói. Nhưng mà ở đây xin thưa là lãnh tụ. À, chứ phải đùa đâu. Đấy, đây thì rõ ràng là ổng giới thiệu đó, phải không? Đó, bà con nghe lại này. À, chứ ông này, ông nếu như một người khác thì chúng ta có thể tin. Nhưng vì ông này, ổng nhiều mưu kế lắm. Cái xe cũng sẽ cầm đúng. Vậy là chắc là xong biết cái bác, xong nghe nói cái bác trong xung đó. À chưa chưa có bạn bị sinh sách gì vào đến con này chỉ có đi vợ sinh ra bố đó 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 là đó là ông nói là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đi vào đến cao lãnh thì có thêm vợ thì câu chuyện ai bày ra, thấy không? À mà ông này ông tuyên truyền rất là dữ đúng không? Ở đây cái clip này chúng ta thấy như vậy là ông là tuyên truyền rồi đúng không? À chúng ta nghe lại cái clip kia nhé. Đây cái clip này thì chúng ta biết lâu rồi ha. À, nhưng mà nghe lại cái để tôi nói chuyện luôn. Ta mới nghe nhưng mà ta chưa thấy. Bên đây là có mặt đông đủ của bà con nội ngoại ở hồ đây. Tôi xin giới thiệu cụ thể. Thì thầy Thích Trân Quang là cháu ruột của bà cô, con cùng cha khác mẹ. Hôm nay lâu đây là cháu ruột
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con cùng cha khác mẹ là sao ta? Đâu phải con cùng cha khác mẹ. Nếu như mà theo cái lời dựng đứng của ông Thích Chân Quang này, là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc vào ở trong Cao Lãnh và lấy một người con gái gì đó, sinh ra bố của ông Chân Quang, tức là đó là theo cái câu chuyện mà ổng kể nên, chứ còn cũng vẫn chưa có là cái gia phả gia đó, chưa có cái xét nghiệm ADN đồ gì trên, phải không? Tại vì nhà thờ để chứng thương trên tổ, thì đó là một cái điều là ta không tìm mớ ở hôm nay đã được khai thác hẳn rồi, để có người cùng về đây. Đó, thì tôi cũng không rõ rằng là ở đâu nó có cái câu chuyện này thì chúng ta tính sao, nhưng mà ở đây ý là tôi muốn nói rằng, muốn giới thiệu là cái clip mới đó bà con. Cái clip mới đó, cái clip hồi nãy đó, tức là cái clip này này, đó, trong cái clip này. Thì ổng không biết là ổng làm cái clip này chắc cũng mới làm thôi, tức là mới làm trước cái scandal đó, thấy không? Chứ còn bây giờ làm thì được, chả ai dám rước ổng nữa. Ổng mà bây giờ về ngoài Nghệ An là người ta bỏ chạy đó, không ai dám mà coi như đưa vô nhà thờ của họ Hồ đâu, không dám đâu, bởi vì người ta sợ ông rồi, không? Nhưng mà trước đó, đó, trước đó thì có những cái clip này, thì cách đây độ khoảng chừng 2 tháng đó, thì luật sư Hồ Duy Hùng, Hoàng Duy Hùng cho biết là công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, họ có trả lời là chưa có cơ sở để khẳng định là cái chuyện dòng họ này. Đấy không? Có nghĩa rằng là theo cái điều tra của cơ quan công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì chưa có cái gì chứng minh cả. Họ không nói là không có nha, tại vì chưa điều tra. Đó. Nhưng mà nếu mà kêu ông Thích Chân Quang ông nộp những cái bằng chứng gì đó thì ông không nộp được. Đấy không? Ví dụ xét nghiệm gen giữa ổng và là một người cháu ruột nào đó của lãnh tụ Hồ Chí Minh thì phải có, đấy không? Nó hơi xa xa xíu nhưng mà phải có xét nghiệm gen đó, thì có lẽ ổng không nộp được. Do đó mà công an Bà Rịa Vũng Tàu họ bảo rằng là chưa có cơ sở để chứng minh là ông Thích Chân Quang là có họ hàng với dòng họ của lãnh tụ Hồ Chí Minh ở ngoài Nghệ An. Chứ họ cũng không nói là không có, bởi vì ai biết, nhiều khi mai mốt có thì cũng không chừng, vì cơ quan công an họ cũng cẩn thận là như vậy. Nhưng họ bảo hiện tại thì không có. Mà nếu không có thì ông này ông đi ông tuyên truyền nơi này nơi kia. Tức là chưa có thì ông đi tuyên truyền nơi này nơi kia nhằm mục đích gì? Ông bố con chín mươi tuổi, bố ông con chín năm, là chị em cùng nhau một là cụ phó bản đi sinh sát đi vào đến cao lãnh chỉ có thêm vợ đó đó đó. Tóm lại là cứ người ta cứ nghe thấy cái này cũng nghe ông nói, và có lẽ cái dòng họ hồi nãy, dòng họ của lãnh tụ hồi nãy thì cũng chỉ nghe ông nói thôi, thấy không? Chỉ nghe nói thế thôi, chưa biết như thế nào. Tôi hy vọng cơ quan chức năng họ sẽ vào họ làm việc cái vấn đề này.